Dạ em xin chào tất cả các chị ha. Dạ thì hôm nay em giới thiệu đến các chị nhà mình cái chất liệu lụa Hàng Châu nó đây các chị. Thì ở đây là cũng có những cái mẫu mới. Dạ cũng có những cái mẫu mới, cũng có những cái mẫu cũ các chị ha. Những mẫu cũ thì em sẽ tóm lại những cái mà để cho các chị nhà mình dễ lựa chọn những cái mã số nào mà các chị nhà mình đã mua rồi đó. Thì nếu như các chị nhà mình chọn lại thì mất công mình xem đi xem lại ha. Với lại em soạn thì cũng hết nữa. Dạ thì vẫn với cái giá là 70.000 một khúc vải dài 2 mét khổ 1,5 mét các chị ha. Cái chất liệu này mình may áo dài, đầm, váy các kiểu các chị, mặc rất là đẹp, rất là thoải mái luôn, nó không có nhăn các chị ha, giặt máy giặt là thoải mái luôn. Dạ thì khi các chị nhà mình lấy từ 2-3 khúc thì em sẽ bao ship cho các chị mình, phí ship là 20.000 trên một đơn. Khi các chị nhà mình lấy từ 3 khúc thì em sẽ bao ship ha. Lấy 1-2 khúc thì phí ship là 20.000 trên một đơn. Dạ em nhận ship kho toàn quốc các chị ha. Khi các chị nhà mình nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Dạ thì tất cả các đơn hàng các chị nhà mình kiểm tra hàng thật là kỹ các chị ha trước khi thanh toán giúp em. Dạ có vấn đề gì các chị nhà mình liên hệ với em liền giúp em các chị ha. Dạ lần nữa em sẽ giới thiệu với các chị nhà mình từng mã số đây. Dạ đây là mã số 1 các chị ha. Đây là mẫu mới nè. Mẫu số 1 đi các chị, rất là dễ thương nha. Dạ mẫu số 2 cái sọc đen và cam nha các chị nha. Sọc đen cam. Dạ mẫu số 2. Mẫu số 3 nè, màu đen hồng các chị. Sọc đen hồng. Mẫu số 4. Mẫu số 4 đỏ đen ha. Mẫu số 4. Mẫu số 5 là màu xanh dương các chị ha, màu xanh dương với màu trắng nè. Màu xanh dương màu trắng mẫu số 5. Mẫu số 6 đây các chị, mẫu số 6 nha. Dạ tiếp theo mẫu số 7. Mẫu số 7 vàng đen ha. Mẫu số 7 đây là trùng à. Cái này là cam đen các chị, mẫu số 7 cam đen nha. Mẫu số 8 là vàng đen nè, vàng đen đây các chị nè. Dạ mẫu số 9 cái màu rất là dễ thương luôn, mẫu số 9 nha. Dạ mẫu số 10 em về rất là nhiều mẫu mới, luôn cập nhật cái mẫu mới cho các chị nhà mình ha. Mẫu số 11. Mẫu số 12. Mẫu số 13. Mẫu số 14. Mẫu số 15. Mẫu số 16. Mẫu số 17. Mẫu số 18. Mẫu số 19 hoa nhí nè các chị, mẫu số 19 hoa nhí nha. Mẫu số 20. Mẫu số 21. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Mẫu số 22. Mẫu số 23. Mẫu số 24. Mẫu số 25. Cúc vàng. Mẫu số 26. Mẫu số 27. Mẫu số 28. Mẫu số 29. Mẫu số 30. Mẫu số 31. Mẫu số 32. Mẫu số 33. Mẫu số 34. Mẫu số 35. Mẫu số 36. Rất là đẹp luôn các chị. Cái mẫu này may đầm là xuất sắc luôn nha. Mẫu số 37. Mẫu
số 38. Hoa màu vàng rất là đẹp luôn các chị. Mẫu số 38. Mẫu số 39. Mẫu số 40. Mẫu số 41. Mẫu số 42. Mẫu số 43. Mẫu số 44. Mẫu số 45. Rất là dễ thương luôn các chị ha. Mẫu số 46. Mẫu số 47. Hình lập thể nè các chị. Hình lập thể này mình lên áo dài rất là đẹp nha. Mẫu số 48. Mẫu số 49. Mẫu số 50. 50 là màu đen trắng các chị ha. Mẫu số 51. Mẫu số 52. Mẫu số 53. Đen các chị ha, mình vải màu đen. Mẫu số 54. Mẫu mới đây các chị, hình thú nha. May áo cho may đồ cho bé rất là dễ thương. Mẫu số 55. Mẫu số 56. Mẫu số 57, hình mới nữa đây các chị, mẫu mới nè. Mẫu số 58. Mẫu số 59. Cái nền màu xanh dương nha các chị nha. Mẫu số 60, nền đen hoa vàng. Mẫu số 61. Rất là đẹp luôn các chị nha, nên áo dài này rất là đẹp luôn á. Mẫu số 62. Mẫu số 63. Mẫu số 64. Mẫu số 65. Mẫu số 66, hoa nhí nè các chị, hoa nhí nha. Mẫu số 67. Mẫu số 68. Mẫu số 69, nền đen luôn các chị ha, nền đen hoa vào vàng, màu vàng nhạt thôi. Mã số 70. Mã số 70. Mẫu số 71. Mẫu số 71. Mẫu số 72. Mẫu số 73. Mẫu số 74. Nền đen nha các chị. Mẫu này là nền đen. Mẫu số 75. Nền màu xanh dương. Mẫu số 76. Mẫu số 77. Hoa nhí rất là dễ cưng luôn các chị. Mã số 78. Mã số 79. Mã số 80. Mã số 81. Mã số 81. Mẫu này có rồi. Mẫu số 82.
nền đen nha các chị nha, nền vải màu đen 82, mã số 83, mã số 83. Mã số 84. Mã số 85. Mã số 86. Mã số 87. Mã số 88. Mã số 89. Mã số 90. Mã số 91. Mã số 92. Mã số 93. Mã số 94. Mã số 94 các chị ha. Mã số 95 nè, tiếp tục mã số 95. Mã số 96. Mã số 97. Mã số 98. Mã số 99. Dạ, mẫu cuối cùng đây các chị là mẫu số 100 nha. Mẫu số 100. Dạ, như vừa rồi anh giới thiệu đến các chị nhà mình 100 mẫu lụa Hàng Châu. Dạ, lụa Hàng Châu các chị ha. Thì với giá là 70.000 một khúc vải dài 2m, khổ 1m rưỡi. Khi các chị nhà mình lấy từ 3 khúc thì em sẽ bao ship nha. Em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo ha.